Hello, chào các bạn, chúng ta cùng lại gặp nhau trong một chuyến review. Hôm nay thì xin gửi đến các bạn số đặc biệt khám phá showroom siêu xe và xe sang có giá chắc phải cả 100 tỷ đồng tại Hà Nội. Đây chính là showroom Sơn Tùng Auto. Các bạn có thể nhìn thấy phía sau mình một chiếc, hai chiếc Bentley, một chiếc Ferrari. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến mở cửa từng chiếc một để khám phá nội thất cũng như những cái chi tiết thiết kế đặc biệt trên những chiếc xe đang có mặt tại Sơn Tùng Auto những ngày cuối năm này, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Các bạn có tiền để đi mua xe để chuẩn bị chơi Tết nhé. Hãy xem những chiếc xe ở đây có phù hợp với bạn không. Let's go. Hello, chào 500 anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình giải trí và ngày Tết, khám phá showroom toàn siêu xe và xe sang tại Hà Nội và showroom Sơn Tùng Auto. Hôm nay chúng ta sẽ có những cái gì mới, chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Ngay trước mặt chúng ta các bạn có thấy hai chiếc Bentley, một chiếc Ferrari. Cạnh đây là một chiếc Lexus LX 570 màu vàng cát khá là đẹp. Ô xe SUV hạng sang cỡ lớn rất đón khách tại Việt Nam. Giá chính hãng là khoảng 7,8 tỷ. Tuy nhiên các bạn khó có thể lấy được xe chính hãng thời điểm này. Đây chính là chiếc Bentley Bentayga phiên bản First Edition. Mâm 22 inch. 5 chấu bản to. Rất đẹp. Cùng với phía trước nhé. Wow. Khá là chật. Hai chiếc Bentley động cơ W12 6.0 lít 608 mã lực. Đây là nội thất, chỉnh điện nhớ vị trí, cả ghế phụ, logo Bentley phát sáng. Các bạn có thấy đây là logo Ford Edison. 608 chiếc đầu tiên được sản xuất, số 608 để kỷ niệm công suất của xe. Đây là khoang nội thất rất là đẹp, màn hình cỡ lớn. Đây chính là cụm điều khiển, cần số, chữ B bọc ở đầu, chữ B ở đằng trước, rất là đẹp. Nút start top, thiết kế tinh tế. Đỉnh cao của dòng SUV. Trước khi Lamborghini ra mắt chiếc Urus thì đây chính là chiếc SUV chạy nhanh nhất thế giới. Nhưng mà ra rất đẹp, logo Ford Edison gắn tại tựa đầu. Đây nét kẹp quá. Chúng ta sẽ cùng ra khoang phía sau. Cửa hít. Cũng là một chiếc logo phát sáng. Cửa cũng được, ghế ngồi cũng được chỉnh điện. Lọc da. Thiết kế 4 chỗ ngồi. Cũng được gắn logo Ford Edison tại đây. Trang bị còn hai cái màn hình, một chiếc iPad nữa. Và bàn làm việc gắn cố định. Đây chính là bàn làm việc gắn cố định trên xe. Cửa điều hòa riêng biệt, các thứ rất là đẹp, rèm che nắng, cửa sổ trời. Ford Edison. Bên cạnh quay Spur V8. Nó xuất hiện khá nhiều trong các clip của mình. Khoang nội thất đẹp lung linh, thiết kế khá giống với chiếc Bentayga. Wow.
khoang sau siêu sang luôn, màn hình rất là to, 5 chỗ ngồi, à 4 chỗ ngồi, à 5 chỗ ngồi, vị trí giữa gạt lên có thể được một vị trí ngồi nữa. Tiện nghi thì vô đối. Hai nhớ hai vị trí chỉnh điện cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời chỉ có trên khoang lái. Nói chung nó rất là đẹp. Bàn làm việc cố định. Bộ đôi Bentley. California FD. Đây, phần đầu xe. Xanh dương khá là đẹp. Đây, nội thất. Lung kỹ linh, ghế ngồi chỉnh điện, bọc da, nắp pa thì phải, 4 chỗ ngồi nhé. Ba triệu lái, Comfort Sport và tắt ESP, ESC, nút khởi động start stop. Bạn thấy chữ California T. Đồng hồ phía sau màu vàng, màn hình giải trí logo Ferrari. Đây là một chiếc xe mui trần. Đẹp. Chiếc Liberty Mantis. Rolls-Royce Phantom được làm đẹp. Chiếc xe khác Range Rover phiên bản Black. Lúc sự tới năm 70 một ý. RX350 phiên bản Nhật Mỹ. Lúc sự tới năm 70 và Range Rover Autobio phiên bản Black. Land Cruiser VX Air. Màu khá là hiếm, đẹp luôn. Chiếc GLE 400, Bentley Bentayga, à, chiếc này Lambo phiên bản SV luôn. Lambo giống bản SV. Mầm đèn ngầu. Một chiếc Bentley Bentayga khác màu trắng rất là đẹp, cũng mâm 5 chấu đơn. Chiếc này có lẽ gắn logo Ford Edison chăng. Chúng ta cùng khám phá nội thất. Ngay phía sau chiếc Bentayga này là một chiếc Bentley khác, chiếc Continental GT Speed và Lightning Super Speed. Trên chính xác. Wow, chiếc này cũng là một chiếc Ford Edison chính hiệu. Logo Ford Edison ở đây. Dù mày có tới 2 chiếc Bentayga Ford Edison. Logo Ford Edison gắn tại ghế ngồi.
các chi tiết không khác gì chiếc Bentayga màu đen kia. Vẫn là cửa sổ trời toàn cảnh các chi tiết của đẹp lung thì linh luôn. Chiếc này lại không được trang bị cửa hít. À có cửa hít. Lỗi. So với chiếc kia thì chiếc này không có màn hình sau, phiên bản 5 chỗ ngồi. Chiếc kia là phiên bản 4 chỗ ngồi. Có màn hình sau, chiếc này không có màn hình sau. Những chiếc khác cũng tiêu chuẩn. Wow, cũng là cửa sổ trời toàn cảnh. Chiếc Continental Flying Spur Speed. Chỉnh điện, logo phiên bản Speed. Hỏi lên nét. Nội thất trong rất là đẹp. Đời 2008-2009. Tuy nhiên các chi tiết nội thất cũng rất là lung linh. Sau màn hình giải trí, bàn làm việc cố định, vị trí giữa được ốp gỗ rất là đẹp, để liên lạc nút bấm điều chỉnh ghế ngồi này. Do thiếu sáng nên khá khó lấy nét. Đây các bạn thấy các nút bấm ở đây và tại đây khá là nhiều các nút bấm. Ốp gỗ rất là rộng, tiện nghi, cao cấp. Chiếc 740 BMW 740. Chiếc Toyota Land Cruiser. Và mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nhé. Hẹn các bạn trong chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chào và hẹn gặp lại.